Đi vặt quả bưởi da xanh ăn. Đây bưởi kinh diễn. Kinh diễn thì chưa ăn được. Đấy bà con nhìn này. Cả nhà cả cửa có cây bưởi da xanh được 2 quả. Đấy là mà em vặt quả này. Rồi. Đấy. Quả bưởi da xanh nhá. Đấy, cuống này. Đấy. Đâu. Cả cây bưởi da xanh nhá. Cây này ông bói năm nay năm thứ 2. Năm ngoái còn được 4 5 quả, năm nay cắt trụi hết rồi được 2 quả, kia còn quả tí tí. Chán thua đâu. Khoai sọ đắp gốc. Đấy. Cây bưởi da xanh nhá. Đấy. Đây, quả này chắc được khoảng 1,5 cân, về sẽ bổ thử luôn để ăn nhá, xem nó ra làm sao đấy nha. Sau khi vặt quả bưởi da xanh về đấy, nó bắt đầu bổ. Ngon chưa, quả này là mọc năm thứ 2 nhá. À, cây này là bói năm thứ 2. Quả này chắc khoảng 1,5 cân. Bưởi da xanh này nó cũng ít quả thật. Những cây giống mới của mình, một cây năm thứ 2 nó cũng phải được khoảng 30-40 quả. Da xanh được 2 quả. Nhưng mà kể cả bưởi da xanh này ở cái vùng này bán nó đắt chăng nữa thì cũng trả được bao tiền. Đấy, thấy vỏ hồng chưa? Anh em thấy vỏ hồng đấy. Đấy, vỏ hồng đẹp quá, hồng đẹp tuyệt vời luôn. Wow. Tuyệt vời nhỉ, ngon quá. Quả này là ngon đây. Bây giờ đang cuối tháng 10 âm lịch. Nên là bưởi da xanh thì nó cũng đã chín rồi, ăn được rồi, ăn ngon lành rồi. Đấy xem cái múi nào. Xem múi. Đấy. Đấy. Thấy không? Sáng ra thì ngồi ngắm vườn xong uống nước chè, ăn bưởi da xanh. Đấy, nhìn vườn bưởi ra, đấy, vườn bưởi mới trồng, nhiều như là quân nguyên. Đấy, đây còn cây bưởi này, đây là cây bưởi này. Các bác xem cây bưởi nhà em có khủng không? Đấy, cây bưởi nó khủng không? Năm ngoái bão là đã gãy mất một thân rồi, thấy không? Bưởi quá khủng luôn. Gốc này vanh của nó phải 40. Ui, múi ngon quá. Múi ngon quá. Đấy. Múi đẹp quá. Đẹp ngon quá. Tuyệt vời, nhìn chung là bưởi này mà trời cứ trời, nếu mà trồng mà chăm được là cũng ok. Nếu mà một cây mà cứ được khoảng 50 quả như thế này là cũng khối tiền đấy. Nhưng mà để làm được thế là cả một vấn đề khó. Mình cũng không chuyên lắm. Ngon quá. Đấy, hồng hết ra. Bà con thấy ngon chưa? Đây là hôm nay là quay trực tiếp bổ ăn thử một quả bưởi da xanh trồng tại đất Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Vùng đất này thì cũng tươi tốt, nhưng mà
Bởi vì nó sát núi cho nên là nhiều khi nó cũng không thuận lợi trong cái vấn đề hồi đầu năm mà lúc ra hoa kết trái. Nên nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất của cây bưởi. Bởi vùng này vùng núi thì cứ đầu năm là nó mưa và sương muối rất là nhiều. Mà nó hay rơi vào đúng cái lúc bưởi ra hoa. Trên này thì nó cũng nắng, mùa hè nắng nóng nhiều nên cũng không chăm sóc được. Chăm sóc chuyên nghiệp được nên là cũng không tưới tắm được nên bưởi nó cũng không được tốt. Đấy. Quả bưởi này là cân rưỡi cân sáu nhá. Rồi quan trọng là xem là cái chất lượng ăn chất lượng như nào. Nó ngọt rôm rốp như đúng úi dù ôi tuyệt vời chưa? Hồng đỏ chưa? Hồng đỏ chưa? Bà con ơi. Úi dù ôi muối to quá. Muối to quá. Muối to quá. Ngon chưa? Ấy. Thấy chưa? À xem nào. Úi dù. Ui, muối ngon tuyệt vời nhá. Thấy chưa? Mùi quá ngon luôn. Ít hạt. Đấy. Dóc vỏ. Ngon quá. Ngon tuyệt vời. Đã ăn thử xem nào. Ăn thử xem nhá. À. Chất lượng như bưởi năm roi ở trong miền Tây luôn. Ngọt, rôm rốp, nhiều nước. Ngon quá. Ngon quá. Tóm lại là sức mình thì bổ quả bưởi này ra mình ăn vèo cái hết. Ngon. Nói chung là bưởi trồng ở vùng đất Ba Vì như này là ổn rồi, quá tuyệt vời. Không phải nghĩ. Đấy. Ngon quá. Rồi, mình kết thúc video ở đây nhá. Ăn bưởi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi người ủng hộ mình ấn vào đăng ký kênh của mình trên YouTube nhá. Xin cảm ơn. Chào cả nhà.